Hello, xin chào tất cả anh em, lại là Dũng đây. Hôm nay Dũng sẽ không hướng dẫn anh em làm kỹ xảo chuyên sâu nữa đâu, mà Dũng sẽ hướng dẫn cho anh em, đặc biệt là những anh em dựng phim, chúng ta sẽ làm chạy chữ infographic theo kiểu hologram, HUD, HISTAG, kiểu công nghệ đó. Thì cách chạy chữ đó như thế nào thì xin mời anh em chúng ta hãy xem qua clip review nha, để chúng ta biết cái cách làm. Ok, anh em vừa mới xem xong đúng không? Thì chúng thấy đặc biệt là cái cách trình diễn chữ infographic như vậy á, thứ nhất là dù có 10 năm đi nữa, dù 20 năm đi nữa bạn xem lại thì bạn vẫn thấy nó rất là hiện đại, nó kiểu classic nhưng mà không bao giờ nó sến súa, đúng không? Và Dũng thường hay làm cái này trong TVC, trong phim viral, đặc biệt diễn hoạt những con số, con chữ khách hàng khá là thích. Nên vì vậy Dũng sẽ chia sẻ cái cách kinh nghiệm làm cho anh em, đặc biệt anh em sẽ giảm một chút thời gian trong cái việc làm infographic này. Thứ hai, anh em có thể tận dụng được cái nguồn tài nguyên, anh em sẽ không bị mất thời gian trong cái việc là chúng ta phải đi tìm những cái nguồn tài nguyên như thế này với những cái thủ thuật nho nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc. Ok, các bạn inbox file, các bạn bấm Ctrl Control. Chúng ta import ba cái file, bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3. Thì mình có để link YouTube ở dưới, các bạn có thể tải về và thực hành cùng với mình các bạn nhé. New composition. Bài tập 1 các bạn kéo qua bên này, các bạn thả ra new composition. Nó sẽ tạo một composition đúng với composition mà mình đã quay về. Đây là footage mà chúng ta quay về. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình muốn chắc cái chữ infographic, mình chắc cái chữ trên cái bãi cỏ này hoặc những cái vị trí nào mà bạn muốn thích. Bạn thích bạn muốn chắc nha. Ok, như vậy mình muốn chắc trên cái bãi cỏ này. Thì mình sẽ chọn một cái công cụ, mình sẽ thay vì các bạn đi kiếm những cái kiểu mà chạy chữ infographic theo kiểu mà element hết theo kiểu công nghệ á, các bạn có tìm những project, ví dụ như là đây, những project mà các bạn tìm trên này theo gõ theo tên, ví dụ như hết hay là những cái mà who step hay là công nghệ gì đó. Trong những cái project, đôi khi những project chúng ta tải về cả ghi 3-4 GB, 5-6 GB, hoặc là chúng ta tốn tiền mua. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể tận dụng được cái nguồn tài nguyên cực kỳ chỉ trong một cái looking, nó có sẵn hết rồi. Ok, đó là chính là cái looking này. Looking mình đã để xuống dưới rồi, các bạn có thể tải về và cài đặt vào các bạn nhé. Looking này mình đã cài đặt rồi các bạn nhé. Nó nằm ở trong phần Windows, sau đó Extension, chọn Motion Factory. Các bạn chọn vào Motion Factory, các bạn bật lên. Đối với cái Motion Pro này thì Dũng đã làm một bài hướng dẫn rồi, thì xin mời anh em chúng ta cùng xem cái clip mà ở dưới Dũng có để link dưới link YouTube á, thì anh em xem để chúng ta cài đặt cái Motion Pro này. Đặc biệt cái Motion Pro này ở trong đó nó có những cái hologram, những cái icon, những cái chạy chữ, những cái tất cả mọi thứ. Thay vì anh em đi tìm những cái đó, anh em lên trên mạng anh em tìm những project theo kiểu hết công nghệ, nhưng mà nó rất là nhiều và rất là nặng. Thay vì Motion Pro này nó tổng hợp tất cả rồi, anh em có thể làm nó, tận dụng nó lại anh em nhé. Nó có rất là nhiều thứ rồi, anh em chỉ cần khai thác trong đó là đủ rồi. Theo mình, từng đó là đủ rồi. Bây giờ anh em nhớ cài vô nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào bài học anh em nhé. Thì đây là cái giao diện của Motion Factory, các bạn thấy không? Giao diện của nó ngoài cùng là như thế này. Nó có rất nhiều hiệu ứng, một combo. Combo thứ nhất là Action Builder. Thì trong này nó có lửa đồ, rất là nhiều thứ ở trong này, sấm sét các kiểu. Ok ha. Cái thứ hai là trong này thì nó có một những cái màu, làm màu kiểu đen trắng như ngày xưa thì nó nhiều thứ lắm. Cái thứ ba là Hi-Tech, mà xíu nữa mình sẽ sử dụng cái này là chính. Cái nhiều cái ví dụ Particle, có những cái Particle chạy ảnh đồ á, nó có sẵn rồi. Có rất là nhiều thứ ở trong này, các bạn có thể về tìm hiểu thêm và chạy chữ bình thường. Ok ha. Rồi, cái quan trọng nhất mình muốn nói với các bạn giới thiệu đó là Hi-Tech. Các bạn chọn vào đây. Thì trong này nó có rất là nhiều bộ hiệu ứng, ví dụ Cycle. Trong Cycle những cái hình tròn như thế này, những cái element như thế này nó đã có sẵn rồi, mà theo file alpha, hoặc là những cái combo như thế này, những cái, hoặc là những cái hologram mà các bạn như thấy không, những cái mẫu 3D có sẵn rất là nhiều, các bạn kéo hết, hoặc là những cái icon đây, infographic đây đó, các bạn thấy không, rất là nhiều thứ.
title. Mình đặc biệt là rất thích cái title này, bởi vì những cái title này mình sẽ design thành cái của mình. Đó, những cái warning, những cái logo có sẵn, ok ha. Mình sẽ tạm thời bỏ cái này qua một bên. Tiếp tục, bây giờ trên cái này mình sẽ cho chữ xuất hiện ở trên này. Mình sẽ chọn vào title. Và sau đó mình chọn một cái biểu mẫu nào đó mà mình thích. Ví dụ như ở đây thì mình thích cái này, thì mình sẽ chọn biểu mẫu này. Các bạn chọn, khi mà mình chọn vào thì nó sẽ hiện lên một bảng Create. Thì các bạn kích vào cái bảng màu đỏ này như thế này. Các bạn kích vào thì nó working và play, chờ làm việc, chờ nó làm việc một chút. Rồi nó sẽ hiện lên một cái bảng là title 03. Thì đó chính là cái bảng mà chúng ta đang sử dụng, đang chọn. Đây các bạn thấy không, nó xuất hiện bên này rồi. Mình tạm thời bỏ cái Motion Pro, mình tắt nó đi ha, mình bỏ qua bên ngoài. Ok, kinh nghiệm của mình khi mà mình quay những shot như vậy á, những cái mà chạy chữa infographic á, thì các bạn nên nói với coi phim để chừa một cái không gian để chúng ta có thể chạy chữ. Và đặc biệt là khi mà khi mà những bạn quay phim thì chúng ta hạn chế rung máy nha. Nếu các bạn fix máy được thì càng tốt, và nếu các bạn không fix máy thì các bạn nhớ di chuyển máy từ từ để chúng ta về checking được tốt hơn, nhớ nha. Và cái phần quan trọng nhất vẫn là nói với quay phim. Quay phim sẽ biết ý đồ của chúng ta, và quay phim sẽ chia khung hình 1/4 hay 3/4 gì đó để chúng ta có thể về chạy chữ cho nó đẹp. Thứ hai là về nó không bị chồng chữ, nó có cái chỗ để xuất hiện chữ nó không bị chồng lên người hay là nhân vật các bạn nhé. Các bạn nên lưu ý cho mình ở một cái điểm đó thôi. Khi mà các bạn vào trong này thì nó sẽ tạo nên một composition title 03. Các bạn kích vào title season title 03, các bạn có thể chỉnh sửa chữ là trong này ha. Ví dụ dưới này mình đặt tên là bữa nay là ngày 26 tháng 3. Chỉnh, canh chỉnh sau đó cho nó hợp lý. Đây các bạn thấy di chuyển nó rất là nhiều hiệu ứng trong này. Các bạn muốn thay đổi hiệu ứng là thành cái gì đó thì các bạn có thể sổ cái thuộc tính là này ra. Nó sẽ hiện lên tất cả những cái hiệu ứng ha. Đây là những cái hiệu ứng mà nó đang sử dụng ở trong này. Các bạn có thể tắt bật đi. Cái nào các bạn không thích các bạn có thể tắt đi. Và các bạn ra ngoài bài tập 1 này. Đây. Thì đây, mình đã có một cái dòng chữ xuất hiện ha. Infographic ngày 26 tháng 3. Thì bây giờ mình muốn chắc dưới này, mình muốn cho cái chữ nó di chuyển theo bài cỏ, thì nhiệm vụ của mình phải checking. Và checking mình sẽ chắc một cái phần mềm chắc các bạn vào animation, vào chắc camera. Thì lúc này 3D chắc camera nó sẽ tự động hoạt động và nó sẽ tự động hiểu và nó sẽ tự động chạy ha. Ví dụ như là số frame của chúng ta càng video của chúng ta càng dài thì nó số frame càng dài thì nó chắc sẽ càng lâu. Như ở đây thì có 139 frame thì các bạn đợi cho nó chạy hết cái này là xong ha. Mình lưu ý cho các bạn, khi các bạn đi quay thì các bạn nhớ đừng có quay cháy sáng nha. Cháy sáng thì nó chắc nó sẽ chọn cái điểm, cái vùng thành sát của chúng ta không có tốt, thì lúc đó nó chắc sẽ không có tốt các bạn nha. Nên vì vậy chúng ta quay điểm ảnh của chúng ta càng nhiều sắc nét thì nó sẽ chắc càng tốt. Các bạn lưu ý ở vấn đề đó. Ok, như vậy là 3D chắc camera của chúng ta đã chắc xong. Chủ thể chúng ta có những cái điểm như vậy. Các bạn đang thấy những cái điểm. Các bạn kích ra ngoài thì nó sẽ mất điểm, nhưng mà các bạn chọn vào 3D chắc camera thì nó sẽ bật lại điểm ra nha. Thì những cái điểm như thế này, nếu các bạn muốn to cái điểm ra chút nữa để dễ nhìn, các bạn vào chắc bonsai, các bạn kéo to nó ra thì cái điểm nó sẽ dễ nhìn hơn ha. Nó có một cái vùng lưới của cycle vòng tròn như thế này, là tức là cái mẫu để các bạn xem cái vùng mặt phẳng của chúng ta, những cái điểm mà chúng ta chọn có hợp lý hay không. Cái này cũng hợp lý này, ba điểm này. Các bạn một cái lưu ý cho các bạn, ví dụ như ba cái cùng màu, ví dụ màu tím thì nó sẽ tạo ra một cái, các bạn vẽ ba cái cùng màu trong ba cái đó, các bạn chọn ba cái này thì lúc đó là ba cái này nó trên một mặt phẳng. Cái nào mà cùng màu là tức là nó trên một mặt phẳng, là những cái điểm đó tốt các bạn nha. Hoặc các bạn cũng có thể chọn các bạn kích trục trái và các bạn giữ nguyên và các bạn vẽ bôi đen những cái vùng, cái điểm mà các bạn cần chắc, nó sẽ tạo ra một cái vùng đó. Sau đó các bạn tiếp tục giữ nguyên và các bạn kích trục phải cho mình. Các bạn thả ra, các bạn kích trục phải cho mình. Các bạn chọn cho mình một cái công cụ đó là Create Null and Camera. Các bạn kích vào đây thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái camera và một cái null. Cái null ở đây đang bật ở chế độ 3D, thì nó bật chế độ 3D mà để cho chữ nó linh theo thì các bạn cũng phải bật 3D của cái chữ lên. Thì bằng cách là các bạn bấm cho mình F4 thì F4 nó sẽ sổ ra cái công cụ làm việc của các bạn, hoặc các bạn có thể chọn cái nút này để sổ hết những cái thanh timeline công cụ làm việc bên này ha. Các bạn chọn vào title 03, các bạn kích vào đây cho mình bật 3D camera đây. Sau khi bật 3D camera lên xong thì các bạn thấy là chữ nó đang di chuyển nhưng mà không phải là đúng vị trí của chúng ta. Chúng ta muốn vị trí ở đây này. Đây là chính là vị trí của chúng ta ở cái null. Thì mình sẽ làm một cách là các bạn chọn vào null, chắc null 1, các bạn bấm phím V, V phở.
nó sẽ hiện lên position. Các bạn chọn title 03, các bạn bấm phím P, P phở thì nó lại position. Các nhiệm vụ bây giờ các bạn có cái position, kích vào position trên này của cái null, các bạn copy Ctrl C, copy tất cả những cái thông số trên position của cái null xuống cái position của cái title 03. Các bạn chọn vào position, các bạn Ctrl V, các bạn tab vào thì tự động nó sẽ di chuyển đó, các bạn thấy không? Đó, nó sẽ đã nằm ở đúng vị trí của cái null này rồi. Đó, nhiệm vụ chúng ta bây giờ chúng ta sẽ scale lớn nhỏ sao tùy chỉnh sao cho hợp lý của các bạn thôi. Các bạn scale lớn lên sao cho các bạn thấy bắt mắt, đẹp mắt là được rồi. Ok ha. Đó, chúng ta review ra coi thử. Có như vậy nó đang còn di chuyển ra. Dưới này nó rất là dài, các bạn có thể kéo dài kiểu gì như thế nào đó tùy các bạn ha. Mình sẽ chọn từ đây, chữ dần dần xuất hiện và chắc theo. Và tiếp tục, nếu mà các bạn muốn cao cấp hơn nữa, các bạn có thể tạo bóng cho cái chữ này cũng được, bằng cách là các bạn nhấn chọn vào title 03, các bạn nhấn Ctrl D. Sau khi nhấn Ctrl D xong, cái chữ các bạn thấy cái tâm của mình, các bạn kéo cái tâm xuống, kéo cái tâm chữ này xuống dưới cái đáy cái chân chữ, bằng cách là các bạn rồi dời tâm bằng cách là các bạn chọn công cụ này ha. Đây, sau đó chúng ta kéo xuống cái chân chữ, chúng ta dời tâm. Như vậy mình đã dời tâm xong, thì để cho con trỏ nó về vị trí cũ, các bạn nhấn phím V. Đó, tức là hoặc là cái kênh công cụ này à, Selection Tool, bấm phím V ha. Rồi, sau tiếp tục các bạn chọn, bấm vào title 03, các bạn chọn R. Rồi các bạn di chuyển ngã theo cái hướng bóng của mặt trời, hướng cây, các bạn nhìn thấy hướng cây nằm bên này này, nó đang ngã về sau, thì mình cũng sẽ ngã về theo hướng bóng của mặt trời ha. Rồi sau đó mình sẽ chọn một cái công cụ Fill. Đây là công cụ Fill. Fill, công cụ Fill này nó cho chúng ta là tạo màu. Mình sẽ đổ màu lên, mình sẽ chọn một màu đen. Ok, thì nó đang hơi bị sắc, bị gắt quá. Mình sẽ chọn vào title 03. Mình title này tức là cái bóng á, mình sẽ bấm T. Mình sẽ tạo, mình sẽ opacity xuống, mình cho cỡ tầm 30 thôi. Rồi các bạn, như các bạn đã thấy nó sẽ có cái bóng xuất hiện. Tùy thì theo nha, các bạn có thể xuất hiện chữ hoặc là các bạn để drop sau sơ đồ, các bạn có thể bỏ sơ đồ vào dưới này cũng được, tùy theo các bạn nha. Đó, các bạn có thể để sơ đồ thêm một xíu xíu, mình giảm một xíu sơ đồ thôi, 30 thôi. Như vậy mình đã hoàn thành xong bài 1 ha. Tiếp tục bài 2. Rồi tiếp tục bài 2, các bạn kéo bài 2, chọn list 2, các bạn tạo new composition bằng cách thả vào đây thì nó sẽ tạo ra một composition mới đúng với cái composition mà các bạn đi quay về. Các bạn fix khung giùm mình, fix khung. Ok, cái màn review của chúng ta xong. Và bây giờ chúng ta cũng làm nhiệm vụ y chang như vậy. Chúng ta sẽ track, chọn vào animation. Các bạn chọn vào clip nha, chọn vào animation. Sau đó các bạn chọn vào track camera 3D thì nó tự động apply sync vào. Các bạn chờ một xíu. Các bạn nên nhớ là ở đây có rất nhiều kiểu track. Chúng ta có thể track bằng mocha này, chúng ta có thể track bằng track null bình thường. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên chắc bằng camera 3D. Nếu mà những cái này chắc camera 3D đó không hiệu quả tốt, mình mới chắc bằng những cái khác các bạn nha. Vì camera 3D thì nó chắc cái mặt phẳng 3D này rất là tốt và không bị tốn thời gian rất là nhiều. Như vậy ở đây mình đã có một cái điểm chắc, các bạn thấy không? Ok, những cái điểm chắc đó, rất là nhiều điểm chắc. Bây giờ mình muốn chắc cái nhà này đi. Mình tạo một cái circle ở trên này. Mình muốn chắc thêm cái nhà mặt sàn của nhà này. Đó, 3 điểm. Sau đó các bạn, mình sẽ Create null and camera. Đó, mình đã có một cái null ở trên này rồi. Nó chắc theo. Nó chắc theo. Và bây giờ mình sẽ bật cái Motion Pro lại bằng cách là các bạn chọn vào đây, chọn vào Window Extension và chọn vào Motion Pro, các bạn kích vào đây thì nó sẽ hiện lên cái bảng. Mình đã chọn những cái mô hình có sẵn trên này, là có rất nhiều mô hình hay là những cái icon, những cái infographic có sẵn ở trên này. Bạn có thể di chuyển chắc theo nhà, theo đồ gì đó này, tùy theo các bạn nha. Như mình sẽ chọn cái thử cái này nha, mình chắc thử cái này rồi đây, chọn vào đó, các bạn thấy không, một cái mô hình 3D. Thì cái mô hình 3D này nó cũng chưa đẹp cho lắm, thì mình sẽ, các bạn vào mod, các bạn chọn vào shrink. Ok ha. Rồi mình cũng làm y chang như vậy, mình bấm phím về phở copy position của này và mình sẽ bật 3D cho cái clip, cho cái máy bay này lên đây. Mình bật 3D. Sau khi bật 3D xong thì mình sẽ đưa trỏ về đầu nha. Mình sẽ bấm phím P phở thì cái position của cái máy bay, mình sẽ Ctrl V.
rồi nó sẽ đúng vị trí, nó đang nằm, cái máy bay nó đang nằm đúng vị trí này. Nếu mà nó đang bị lệch một xíu thì các bạn cũng có thể là này, mình sẽ zoom to lên. Bị lệch một xíu thì các bạn sẽ tùy chọn, các bạn sẽ kéo sau đó cho nó hợp lý ha, qua trái qua phải chúng ta canh chỉnh sao nó cho nó hợp lý. Dù sao chúng ta không có kéo xa đi là được. Ví dụ như là nó đang nằm, nó cái điểm chắc nôn của chúng ta nằm ở đây mà các bạn kéo qua bên này là sai nha. Chúng ta chọn điểm chắc nôn của chúng ta nằm ở đâu thì chúng ta kéo xung quanh khu vực vị trí đó thôi, đừng có kéo xa quá các bạn nha, kéo xa quá là em đi xa quá đó. Ok, như vậy là chúng ta có một cái này đã xong rồi ha. Các bạn cũng có thể chọn arc này để cho nó đậm hơn, nó rõ hơn. Ok, như vậy hoặc bên này thì các bạn cũng có thể chọn vào chạy chữ ở chỗ này. Các bạn chọn vào bài 2, các bạn tiếp tục kích vào 3D chắc camera. Mình sẽ vòng một cái điểm chữ chỗ này đi. Mình sẽ tạo một cái nôn nữa. Như vậy là đây là cái nôn của cái chữ, mình sẽ đặt tên là nôn. Mình sẽ đặt tên là nôn chữ. Ok. Và mình tiếp tục lại bật Motion Pro lên, mình chọn cái chữ. Mình thấy cái chữ nào đó là đẹp đẹp hay là cái gì đó hay hay. Ok, mình sẽ apply vào. Thì đây là cái chữ mà mình mới vừa apply xong. Các bạn chọn bật 3D lên giùm mình. Sau khi bật 3D xong thì nó sẽ di chuyển theo cái nôn này. Tiếp tục mình sẽ chọn position của cái nôn, của cái nôn chữ. Mình cần có kích chuột vào position, mình Ctrl C. Ở trên này mình lại bấm V, mình lại kích vào đây, mình Ctrl V thì nó lại đúng với vị trí của chúng ta đó. Đó, cái chữ hơi nhỏ thì chúng ta bấm vào cái chữ, chúng ta bấm xuống S, chúng ta tăng nó lên. Chúng ta đã có được một cái môi trường kiểu xuất hiện chữ theo kiểu 3D đối với cái 3D chắc camera ha. Các bạn kích vào trong này các bạn có thể thay logo, thay nhiều thứ hoặc các bạn có thể trình diễn gì đó dựa trên những cái có sẵn ha. Các bạn nên nhớ đối với một số trường hợp, ví dụ như các bạn chắc người mà người nó cái chữ nó đè lên các bạn muốn người đè lên chữ thì các chắc chắn một điều rằng là các bạn phải rồ tô người các bạn nha. Mình nhắc thêm các bạn, ví dụ như người, như ví dụ như người mà nằm đi bay đi ngang qua, thay vì chúng ta chắc y chang cái cách làm chúng ta y chang như vậy mà người nó đi ngang qua chữ thì các bạn phải rồ tô người, mát người để cho người nó đè lên các bạn nha. Thì đó là điều tất nhiên ai cũng phải làm hết. Mà nếu các bạn muốn đơn giản mà làm nhanh hơn nữa thì các bạn hãy sử dụng phong key di động di chuyển người để chúng ta về chúng ta làm cho nó nhanh thay vì chúng ta khỏi rô tô. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thanh công cụ Paint Tool để nó vẽ mask rất là nhanh, thay vì chúng ta vẽ bằng lớp mask này hay là chúng ta rô tô bằng mocha, ok càng tốt. Hoặc là nếu các bạn lười thì các bạn cũng có thể tạo cho mình một cái công cụ Paint Tool như thế này. Đây, Roto Brush, các bạn chọn vào Roto Brush ha. Các bạn chọn vào đây, chọn vào bài 2. Các bạn kích gấp 2 lần lên thì nó sẽ tạo ra một cái lớp laser bên này bài 2. Còn nhiệm vụ chúng ta sẽ vẽ, chúng ta muốn roto chỗ nào, chúng ta vẽ thôi. Đây, chúng ta vẽ cái vùng mà chúng ta muốn roto. Đây, mình muốn roto cái này. Đó, thì nó tự động nó tạo một cái vùng nó roto đúng không? Rồi, như vậy trên này nó hiện, bên này các bạn thấy một cái công cụ nó xuất hiện đúng 30 giây thì sau 25 giây thì sau 25 frame á thì nó sẽ tự động tắt đi, thì lúc này chúng ta sẽ không còn, nó sẽ bung ra như vậy. Nhiều lúc cũng hơi bị mệt đúng không, thay vì các bạn kéo gần, ví dụ 25 frame các bạn sẽ kéo về đây tầm 24-23 giây gì đó, không có vượt qua cái ngưỡng frame của nó. Các bạn để cho nó tự render lên, khi mà nó render xong thì nó sẽ đó các bạn, nó sẽ ở ngoài, nó cái roto phía ngoài nó sẽ bung vào đây. Chúng ta sẽ các bạn kích vào đây một cái nữa hoặc các bạn chỉnh sửa sao nó cho nó hợp lý thì nó sẽ tạo, nó sẽ tiếp tục tạo lên 25 frame nữa. Các bạn cũng làm y chang vậy, mình kéo tới và chúng ta chờ cho nó render. Các bạn nên nhớ là không vượt qua quá 25 frame nha, 25 frame thì tự động nó bung ra, nó không có tự render đâu. Rồi, tiếp tục sau đó chúng ta kích vào đây để nó tạo thêm 25 frame nữa. Thôi, như mình tới đây là vừa rồi, mình không có cần nhiều nữa. Rồi, sau đó các bạn ra ngoài composition của bài 2, kích vào đây. Thì chúng ta thấy không, mình sẽ solo lên. Đó, như vậy mình đã, đó, thấy không? Đó, mình đã, các bạn thấy mình đã roto xong rất là nhanh. Nhưng mà nó hơi nặng. Nhanh nhưng mà hơi nặng, đó các bạn thấy không? Lửa.
Đây mình sẽ xuất hiện cho các bạn xem. Đó, lửa đi theo. Mình sẽ tốt chút lại một cái nữa đối với cái Motion Factory. Ở trong này có rất là nhiều thứ các bạn có thể xài. Cái bộ là Heatset, ta design lại. Cái nào cần thiết chúng ta kích lấp vào trong composition, chúng ta chỉnh sửa. Cái nào cần thiết chúng ta vứt đi. Và chúng ta có thể tạo được nhiều cái element ở trong này, kết hợp lại để tạo hoàn thành một cái sản phẩm hoàn thiện nhất cho các bạn. Mình chỉ là hướng dẫn cho các bạn cái bài này, chủ yếu là hướng dẫn các bạn đó là cách cái Motion Factory trong các bài là việc là Heatset để tận dụng cái nguồn. Thứ nhất là element, thứ hai là mình hướng dẫn cho các bạn cách chắc 3D và cách cái chữ hay là những cái vật thể element 3D từ Motion Factory vào trong cái clip của các bạn, sau đó cho nó di chuyển hợp lý. Ok ha. Các bạn có thể khám phá và làm nhiều hơn nữa với những cái thứ mà mình đã hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial tiếp theo. Xin cảm ơn. Các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng tôi. Và đừng quên có hẹn với chúng tôi trong những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.